thì có rất là nhiều cách làm. Có thể làm bằng gelatin nè, hoặc là bột rau câu. Thì hôm nay mình bổ sung thêm một cách nữa, đó là làm bằng đường nho. Và với cách làm bằng đường nho này thì mình có thể dùng khi nó còn nóng. Bạn nào thích ăn tàu hũ nóng thì mình có thể dùng cách này ha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yêu Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cách làm tàu hũ nữa, là làm tàu hũ bằng đường nho. Đây là một cách tự làm tàu hũ tại nhà rất là đơn giản, rất là tiện, rất là dễ làm. Ở đây mình có 100g đậu nành nè, đường, nước cốt dừa để ăn kèm, một ít đường nho với một chút xíu gừng. Vậy thôi, các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là đường nho nè các bạn. Nó dạng bột trắng giống như đường trắng bình thường, nhưng mà nó mịn hơn, có vị hơi chua chua. Đậu nành này mình đã ngâm qua đêm rồi, nó nở ra rất là to, đã rửa sạch. Bây giờ chỉ việc đem đi xay thôi. Đậu mình ngâm khoảng chừng 6 đến 8 tiếng là được rồi. Các bạn có thể bóc vỏ ra hoặc là không. Đường với nước cốt dừa thì tùy theo sở thích. Các bạn thích ăn nhiều thì mình làm nhiều. Đường nho thì với 100g đậu nành thì mình chỉ cần khoảng một muỗng cà phê thôi. Trước tiên là mình sẽ xay đậu nành nè. Xay với 500ml nước. Xay cho thật là nhuyễn nha. Rồi mình sẽ lọc qua một lần. Và mình lọc qua một lần rồi sau đó là thêm 500ml nước nữa. Và lọc lại lần thứ hai. Và mình sẽ bỏ sát đi. Vậy là mình sẽ dùng 100g đậu nành với 1 lít nước. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái sữa đậu nành đi nấu chín. Nấu đậu nành thì các bạn nhớ canh chừng nha, nó rất là dễ trào. Nó sôi lên rồi thì hớt bọt đi và hạ lửa nhỏ lại cho nó sôi liu riu khoảng chừng 10 đến 15 phút. Mình đã nấu sôi được 10 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho sữa nó nguội bớt. Mình sẽ để khoảng chừng 20 phút để cho sữa nó nguội bớt. Trong lúc chờ sữa thì mình sẽ đi làm nước đường với nước cốt dừa. Gừng mình cắt nhỏ ra rồi đem đi giã nhuyễn và vắt bỏ nước đi. Cho đường nè với một ít nước, nấu cho nó sôi lên rồi hạ lửa nhỏ lại, nấu cho nó sôi liu riu, để cho nó sôi liu riu khoảng chừng 5 phút cho nó keo lại. Đây, nước đường nó hơi keo lại rồi nè. Vắt một chút chanh vào rồi cho gừng. Mình sẽ cho gừng vào và nấu thêm một lát nữa. Tiếp theo là mình sẽ nấu nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì chỉ cần thêm một ít muối với bột năng, khuấy cho nó tan, rồi nấu lên cho nó hơi sền sệt là được. Rồi mình sẽ pha đường nho với một chút nước, với một lít sữa ban đầu. Thì sau khi nấu xong thì nó sẽ còn khoảng chừng 700-800ml thôi. Thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê đường nho, muỗng lưng lưng thôi nha các bạn, khoảng chừng 3-4g. Mình dùng nhiều là tàu hũ của mình nó sẽ bị chua á. Mình sẽ dùng cái nước đường nho này tráng cái tô đựng tàu hũ nè, tráng lên trên thành luôn. Rồi đổ sữa vào. Mình chỉ cần đổ thẳng sữa vào, nó sẽ tự hòa trộn. Mình không cần khuấy hay gì nữa cả. Rồi hớt bọt ra để cho tàu hũ của mình nó được đẹp hơn nha. Mình sẽ để nguyên như thế này khoảng chừng 10-15 phút sau là nó sẽ đông lại. Đậy một miếng vải lên trên rồi đậy nắp, để nó không bị đọng nước ở trên nắp rồi nó chảy xuống lại. Đây chỉ cần 15 phút thôi. Chỉ cần ủ 15 phút thôi là đã có tàu hũ rồi nè các bạn. Nó đông rồi nè, nó vẫn còn ấm. Mình sẽ bấm nhiệt độ cho các bạn xem nè. À,
40 mấy độ nè. Ở ngoài thì 3 mấy. Tàu hũ rất là mịn nè, rất là mềm mịn. Ăn cùng với nước đường và nước cốt dừa, rất là đơn giản. Với cách làm tàu hũ bằng đường nho thì mình có thể làm được tàu hũ nóng rồi nè các bạn. Hôm trước mình làm bằng rau câu với lại garden tin á, thì các bạn hỏi là như vậy thì mình chỉ ăn được tàu hũ lạnh chứ không dùng nóng được. Thì với cách làm đường nho là mình có được tàu hũ nóng nè, cũng rất là đơn giản phải không các bạn. Cái đường nho để làm tàu hũ này mình còn khá là nhiều, hôm trước mua hơi dư. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh lân cận mà muốn làm á, thì để lại địa chỉ ở đây để mình chia cho các bạn một ít nha. Chứ còn nhiều quá mình để cũng không làm gì. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.